lệ bao xa, ai đi chiêm bái phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng thành uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo. Đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Thông dòng đồng đăng biên giới thì cùng thất khê, trăm thứ quả hải về rừng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng hương tiếng thổ tiếng kinh, đàn công giao khúc thanh bình.
a dạo khúc thanh bình sinh ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình đúng hương thương thảo họ phàm con chỉ thành cơ đạo cầu bình an thương công an tiếng ngày lành tiếng mà thung dung con xin ta tòa thương thắng hội công đồng hôm nay ra thank you.
xa đôi vị phu nhân ngần tiền vàng má vật dâng cô để xin cầu an cầu cho bạn mệnh để xin cầu cho buôn bán làm ăn cửa hàng cưới hậu để có lộc có tài có ngân có xến để lo việc thánh cánh được trần cô bàn tài tiếp đọc lời vàng tiếng tỉnh lại cô ha. Oh,
cuồn cuộn dòng bay sang tinh xa hồi mơ mơ trong xa cờ bể thờ mời cô bé suốt con lá cờ vừa bàn tinh xa hồi đồn hoa cô bé nhà trần sai cậu chân chân ngoài cửa đông sang tinh xa hồi chuồn dòng bay chúng thầy chúa để nhắc ngay tay thiên là sáng đồng đừng sơ ra cung tiên ngựa nhà dục bén ngài dòng vào ra cung chúa bà lâu ngóng thành thank you.
Chân đau xót đi những thủa xưa, tái
tối chiều lễ có người con gái thôn quê nhà. Thank you.
dương lại về. Bà gọi phu xe trả cho tiền giấy, ai biết chú bà miệng lệnh kêu van xin Chúa thương những kẻ cơ hàn. Sai làng hầu dâng tiên quà hoa, còn riêng ai bà ngạo sai hoa. Chúa sai thì lễ thu ra hồn về. Ở đông
giá lên đi chầu thượng tiên, ngàn giá lên đi chầu. Khâm đề bàn sắc nghĩ chỉ công hầu, đệ nhất người giao ý. Thần tuần là Minh Phương Phò Cờ An Pháp Đàn Kim Việt Nam Quốc Kìa Tuyến Quang Tỉnh Chiêm Hóa Huyền Thôn Sang Long Quang Đội Tâm Thượng Vùng Phúc Ninh Điện Thượng Vùng Phật Thanh Yên Cúng Làm đông xuân tiên nhật các đương thời về việc quan tam phủ tiên đế trình đông mở phủ khai hồ y phát đàn tấu thinh vật đi thinh thành cung linh khi tam rơi tiền chùa tử phụ vạn hình công đồng tứ phụ khi chứng lễ cầu an bảo phục mộc ân thánh đồng chứng lễ phạm a văn phóng bản mật hợp cung chứng đàn đại lễ cho đệ tử tông hi a thiên vị huyền tâm thoi đốt ngựa mà được thành tiên chúa tam tòa dâng tiến thế thấp nhi tiến ô rừng núi bè màn vàng bạc kho y tài y dâng tiến tài đàn ngựa mã các quan ông hoàng y thuyền cố ngựa cầu y ngựa mã bạch tượng thuyền tam y kim ngân tiền vàng các tòa sân tiền cùng nghinh nghi hội đồng chứng minh tiệp lộc bàn tài cho đệ tử công danh thành đạt trí tuệ thương mãi hạnh tấm buồn bán sau tương
cửa hàng xin cầu lộc thế tài, đó việc thánh thánh việc trần nhân gian cung anh bái tịch thứ phật thần hội đồng chứng minh thần đệ tử cung duy cung thỉnh hạ thế thiên phụ chỉ tôn kim quyết ngọc hoàng nguyện cung cao đế ngọc điện hạ thiên phụ khi thiên đi thiên đệ nhất cửu trung thánh vân công chúa cung quyết hạ thiên phụ điện vì hoàng tái tử vương quan khâm sai cái đồng thủ mệnh đệ tử ý thanh tiên thiên phủ tứ tiên trường nghi a tào quan nhất thiệt thanh tùng vì thiên ni phúc nguyết các gia hội ý đồng chư tôn chắc đang thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng nghi đệ nhất thiên tiên bốn phủ a chuẩn lạc bị đệ tử họ tông nhất là tâm ê a mang tính viên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhuận nhĩ nhi thông tá truyền chi phán nhất tân kiến pháp vạn sự thánh giáng ê ân hạ đình bố nhâm kích thiết bình doanh chi chế cận sớ thiên vận kỳ hợi niên nghe a ghi a lục kỳ nguyện sở a nhất các đương thời ê đệ nhất thiên thiên quan xa ngưng quan ngự đồng phu phê cho đệ tử cọ tông hai chữ bình an bốn chữ phú quý a thọ trang nghi a ho quan phủ sư sơ sơn trình pháp sư tô sơ sơn trình dâng quan để những dáng bản đền hôm nay về cho chú trang sinh đôi những chú trong sinh quan lớn về đôi chú trong sinh sinh phú sinh quý bằng trăm bằng ngàn về cho dâng bánh đôi đường trần thế hiếp biết tay qua lôi ra trần thế hiếp biết tay ngựa lên đồng tử chứng đàn chứng quan về mù kéo cầu chứng lê chứng đà quan lớn về ngài chứng lê chứng đàn đàn diễn quan chúng cho đồng dâng lên lò tấm con trình đông đệ tử con nay căn cao quả lặng nhất tâm trình đồng quan về chứng đàn duyên nước xương tay hết bùa trần thanh cao họ tống mười phần thanh cao lại lờ ra dòng chúng dòng này là ra dòng soi tâm bóng chúng roi đồng hôm nay của mẹ của cha lúc này của mẹ của cha tặng cho chiến sĩ để mà bình an khai sáng cho đồng quang lớn về khai sáng cho đồng đồng thanh vững mình quên là vẻ vang trải chuông cho đồng quang về trải chuông cho đồng đồ cho thiên chủ quyền bóng sang khai diện cho đồng quan lớn về khai diện cho đồng khai hoa khai phấn cho đồng hôm nay cắt tóc làm tôi để từ con đi cúi đầu làm con đi trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy họ tống không đơn sai quan khai đàn quan lớn về ngài mở quan khai đàn quan lớn quan
sổ trường sinh quang lớn về ngài phê sổ trường sinh xóa đi lén mừng điền vào nét son phê cho chữ bình an. Amen.
con dáng vẻ bằng hình thân bắt đi muôn công nghi từ xa gần đưa đến làm tôi từ lâu trong tóc làm tôi cúi đầu.
Tam thái tử
giáng sinh ngờ y môi đẹp dòng hồi. Mở phố kéo cầu, kéo cầu mở phố cho đồng đường đi.
tăng đàn dâng sự tích dâng văn hầu quan tam phủ bao phen quan lớn rừng nơi hồng ngài xông phá trăm trận cũng như không tông còn vương quan trong tính mình cơn sóng thần từ đâu số tới sóng dâng trào cuồn cuộn tràn mênh mang trình giáng doanh ngân xa bóng nơi vầng hồng soi tòa lam binh là con vua bát hải đồng đình để tam hoàng thái tử giáng sinh trong đền rồng đức gồm thèn thu dung hoa mạc đậm sinh thành người tư chất dung nhan thái tử đệ tam phi vương diệt đạo người đoan trang khác thường hằng tâu đô thiên đệ tam thoại phủ chư tôn thần chư tôn thần trấn thù lành sai quy ra chấp chính kỳ cương cầm vấn lầy mình sửa sang cõi trần trong triều đình lão có nhường ai nương theo văn võ toàn tài tinh thần tám bốn phù lão ai sánh bằng sắc dòng ba ta coi trói sắc dòng quyền quan bốn phù truy hùng quan đệ thứ dậy và thank you.
hương thịnh lộc tài để đã đổ cho em cưới nhà. Chứng lê chứng đàng quan lớn về ngài, chứng lê chứng đàng để khai đệ khai phủ khai đủ đủ nhà quan về chứng đàng duyên. Yeah.
chém bắn sơn hà liệt hà tinh đầu bày ra quan tuần trăng tướng tài khắp bốn phương xa gần đều biết niềm dần đi lúc đó phục thờ ly xa tiếp đi lập lập ngôi đền thờ còn bốn tuần sẽ nhớ
con vua cha bác hai đồng đình đà thế con điều thất thành linh sang đẹp xa hồi hôm nay châu ba đến rất vui vẻ đền giống người chơi phía đi lầu hồng châu vào ra xa hồi thank you.
dòng chơi rừng quê rừng đào, ra thăng cái treo lên trên cao đàn chim kêu vườn hoan trên ngàn. Cho bà vui chơi nước nhược ngon bông thượng ngàn sơn tinh giá hồi ra là nơi căn đi
vâng lệnh người lời đã xong bề mọc xa ngoài bàn ngõ đến đông xuống chân gian bóng mộng mờ chân thì lương tâm động bao tay tới tuần chín tháng lẻ mười chiều nay
họ tớn con quá cao gan nay con trình lòng xin cho bà trung tâm ý à. Chiết đặt hải ngàn đô nhật minh hương gia du tử đấu đương vô hương hoa đôi đắc thanh cường trí tâm kim cường nhất chú biến thập phương nam mô hương cung rằng bồ tát ma tát nam mô hương cung rằng bồ tát ma tát thế gia hội cùng đệ tam thánh tiên cung thị mời hồ thần đến thoại cung. A-di-đà-phật giới định chân hương văn khởi xuống thiên thượng đệ tử kiệt thạch nhiệt này kim đô phong quanh khắc nhân lân thương liên mang thập phương tích nhật gia du mật này tiêu tai chuyện năm bố hương cung sang bồ tát ma tát năm bố hương cung sang bồ tát ma tát
con rừng văn văn võ quân thần thanh xa hồi cung đời chân thì mở mang nam hải đức đệ tam dòng soi kim chỉ thanh xa hồi cung hoài đường tấu thiên cô để nhẫn tinh mà hương thanh xa hồi cung hoài tấu vương cô để nhị đạo hoàng nhiều nơi cửa đạo thanh xa hồi cung mơ mơ trông xa cửa bể tờ mờ thuyền cô bé xuống thanh xa hồi cung chính đông ngô đền thờ cậu bé nhà trần thuyền cậu bé cả đông dáng bản đền thanh xa hồi cung tám vị chú bà dân văn tám vị chú bà thuyền chú đệ nhất dáng đồng hôm nay yêu đề tối linh tây thiên tam bảo địa linh thank you.
đôi tốt nã tươi nước non còn như hơn người lặng lòng vì nước vì đời vì dân
chú nguyện đề đồng nghề đào cành tiên. Cây phong lan bốn mùa xanh ngắt, vân bốn mùa cầu lộc bình an. Ngọc lan xanh ngắt bốn mùa đi. Sang bắn bằng lệ lối về đến đây. Xem bói bằng lá châu quả cao ý. Ngồi đọc và lòng trần đau xót ni nhớ thủa xưa thấy tổ chiều lễ có người con gái thôn quê y. Yeah.
xin chiều khá vang. Tay khơi bè bạc dùng bạc, đem cho xăm họ giàu sáng đời đời. Đem cho xăm họ đời đời giàu sáng. Lâm tài xưa mấy bạn già, quân phương ngồi hòa đồng lên cả tháng ngày. Bán cho tiền tốt vừa xây, bồng bọc cho đám về đây càng nhiều. Bán cho dài nhất sáng kiều, đồng thời cho dụt lắm bóng đi lắm xưa. Thành cầm con đang có cùng thầy đi à. Riêng ai bán nhạo sai hoa
sai thì linh thu giam hồn về. Đêm cho nhìn những ma cùng quỷ con ngày hành, liệt vì chân tay mau đi thỉnh thay tình thầy, xem ra lối đào về tay Chúa hành. Duyên thương ai thương cả tấm lòng đồng.
dạ mà đồng sẽ Chúa thương đồng đời. Chúa thương đồng đều, thành cái họ tốc con nhất tâm viên thánh, họ phạm đồng thầy vất vả sớm khuya chứ đồng nam mà đồng nữ đồng đền, cung văn pháp sư hậu cần thân đồng nào về đây, Chúa bà cũng thường Chúa lại về.